mà tiếp tục giới thiệu cho các bác một con đầu rất là hay. Con đầu này các bác có thể cắm tivi, điện thoại, máy tính, laptop vào thoải mái. Con này là con Panasonic PM910, chạy được 5 đĩa, để được 5 đĩa cả DVD và cả CD. Đặc biệt là nó có thể ghi nhé. Ghi từ CD sang đây, có cả SD luôn, thẻ nhớ này. Thẻ nhớ này là về các bác phải có thẻ nhớ chứ, thẻ nhớ này không theo cho các bác được. Đấy. Các bác có thể ví dụ như một cái đĩa, bác thích một cái đĩa nào, nhà của hàng xóm nào hay lắm ấy, thì bác mượn cái đĩa về bác ghi bác sao vào đây. Hoặc là bác thích nhạc trên bác tự sao vào được. Đây nó có chế độ này, ghi này, sao này, từ CD sang SD đấy. Hai nữa là cắm tivi, máy tính, điện thoại, laptop vào thoải mái. Thứ ba nữa là các bác có thể cắm được 2 đôi loa. Đây em mới cắm có 1 đôi loa, được chưa? Cái tiếp theo nữa là chạy được cả đĩa DVD và cả CD. Cái nữa là cái cassette chạy ok. Thì sau đây em sẽ test cho các bác này. Xem nào. Em test từ điện thoại vào trước nhé. Cho nó sướng các bác nhé. Em test từ điện thoại vào trước này. Điện thoại thì các bác phải chuyển về chế độ xem nào. Like đâu thôi. Để AUX đây. Đấy. Có thấy không? Đây em đang bật điện thoại đây. Đấy. Đấy là em nghe từ điện thoại vào. Con này 900k. Số thứ tự là số 003 900.000. Sang tiếp theo là mời các bác xem đến chạy đĩa DVD. DVD thì trong này nó có đĩa số 1 thôi, em ấn đĩa số 1 đi. Nhá. Số 1 đi. Nó nhảy cái số 5 đấy. Chị em thả đĩa số 1. Em vừa sao từ cái đĩa này sang thẻ rồi. Rất là dễ. Cứ thả đĩa vào các bạn ấn sao là sao luôn. Đây các bác nghe cái nhạc đĩa nhé. Nó loát này. Nghe thấy chưa? Đang chạy đĩa số 1 ạ. Tôi sinh ra ở một xóm nghèo. Các bạn nhìn thấy đĩa 1 nhé. Trong một đất nước chiến tranh. Để sinh tồn tôi đã trải qua nhiều nỗi khó khăn như tất cả mọi người. Nhất là những người cùng thế hệ trước tôi. Em cho ra đĩa này. Đĩa số 1. Đấy, đây, đĩa số 1 này. Khay số 1 ra nhé, bỏ đĩa ra. Đấy, này chưa. Bây giờ em ấn SD là cái thẻ nhớ này. Em vừa sao từ đĩa sang đây này, bác nhìn này. Mở trên này, SD nhé. Nó sao được mà. Đấy, em vừa sao xong. Đang chạy SD. Đấy. Giống hệt nhau luôn. Ở một xóm nghèo, lớn lên trong một đất nước. Em lật cái này em tắt SD là mất luôn nhá. Qua nhiều nỗi khó khăn. Mất này. Như tất cả. Tắt đấy. Mở ra là nó tắt, là open thẻ mà. Đấy. Là xong nhá, thẻ ok ạ. Tiếp tục cả cái tiếp theo nữa là cassette này. Open cassette mở này. Đấy. Cassette ok chưa ạ? Nhầm, ấn 2 lần tab. Đây, ấn tab sẽ mở này. Tắt này. Mở này. Đặt cho qua xem này. Tab này. Ok chưa? Tắt nguồn này. Đấy. Con này có mức giá là 900k các bác ạ. Chạy cả thẻ nhớ luôn, chạy cả đĩa DVD và CD nhé. Cassette chạy tốt, cắm TV, điện thoại, máy tính và laptop ok. Số thứ tự là 003, giá 900.000.